Liên quân pop.com, shop game liên quân chính chủ duy nhất của Pop Pro. Rồi, ok, hello anh em. Và anh em biết được không? Đây là nghỉ lễ, thế nên lần này ấy, là mình sẽ chơi siêu lớn. Mình sẽ tặng cho anh em một app có giá trị nhất trong cái shop mà mình bán. Được rồi, và hôm nay sẽ tặng một app 250.000 luôn, gấp đôi bình thường nhá. Thì xin nhắc lại với anh em là shop liên quân của mình tên là liênquânpop.com. Rất mong anh em sẽ ủng hộ mình. Hình như đây là lần thứ hai mình tặng cho anh em một app 250k. Nhưng mà không sao, miễn là anh em vui là được, ok. Rồi, và mua nhá. Rồi bây giờ mình sẽ tắt đi này. Đây, hôm nay sẽ tặng anh em cái app liên quân Mobile Random siêu cấp là khác 3042. Đấy, mình tặng anh em nhiều app vãi lìm rồi. Thì rất mong là anh em có thể vào cái shop của mình để ủng hộ mình. Tên rất là dễ nhớ thôi, liênquânpop.com. Anh em chỉ cần viết đúng như thế thì có thể đăng nhập vào shop của mình được. Thì anh em có thể tạm dừng video ở đây để mà đổi cái mật khẩu để lấy app chơi. Tại vì đây là một app ngon, ngon vãi lìm ra. Thì xin nhắc lại là shop của mình có tên là liênquânpop.com. Rất mong anh em sẽ ủng hộ mình, ủng hộ thật là nhiều. Ủng hộ càng nhiều thì mình sẽ tặng càng nhiều app. Ok, rồi, chỉ thế thôi. Chúc anh em sẽ lấy được app để mà chơi nhé. Rồi, ok, hello game của chúng em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì lại tiếp tục với con game đấu trường tập dẹo thôi. Tập lần trước thì chúng ta đã gì nhỉ, gọi là mở khóa vô đối nhiều rồi đúng không? Phải đến hơn chục thanh niên mới. Thì hôm nay quyết định là mở nốt một thanh niên cuối cùng. Sau khi mà mình tìm hiểu ấy, thì hóa ra là chúng ta chỉ có là 10, 11 hay là 12 tướng mới thôi. Mà trong đó mình đã mở hết rồi, chỉ còn một thằng cuối cùng ở bàn băng. Thế nên ấy, là hôm nay là chúng ta sẽ quay trở lại bàn băng để mở nốt nhé. Mình không nhớ nó là ở cái bàn Viking 1 hay là Viking Sandbox. Nhưng mà đại khái là sẽ có một thanh niên mới để xem là gì. Đó. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với cái bàn người ta gọi là bàn công chúa băng giá. Thì để xem bàn công chúa băng giá là chúng ta sẽ mở cái gì. Hiện tại là mình vẫn chưa biết là mở cái gì, cho nên là... Không phải cái này rồi các bạn, chúng ta phải đi mò nhá. Mình thấy nghe bảo đấy là chỉ là ở giữa mấy cái rừng này thôi. Giữa mấy cái rừng này nó sẽ có một cái gì đó, nó giống như kiểu là cái đầu của cái con quái vật đấy, hoặc là cái tướng đấy, và chúng ta chỉ cần nhìn vào nó thôi là nó sẽ sáng lên. Không phải rồi, cái nói chung hết là cái gì mà nó sáng lên ấy, thì mình chỉ cần nhìn một phát là nó sẽ sáng lên ngay, không phải chờ đợi gì. Thế nên là chúng ta có thể lướt qua mấy cái này. Đâu nhỉ? Đây à? À, đây rồi, đây rồi, chắc chắn là đây rồi. Ê, nhìn đi chỗ khác. Nhìn đi chỗ khác. Cay nhỉ, mãi không được triệu hồi. Rồi, tha nốt một tay. Ui rồi, Ice Gian. Wow. Và thanh niên cuối cùng mà chúng ta mở được có tên là Ice Gian. Với giá là lên đến là 6.000. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử đi trận chiến giữa hai người khổng lồ. Đầu tiên chúng ta có Ai Gian, và bên này chúng ta có Tree Gian, để xem băng khổng lồ vs cây khổng lồ ai sẽ là người chiến thắng. Let's go. Rồi. Ôi giời, ghê quá. Ai chà, ai giời ơi, đau thế. Ui giời, ui giời ơi, nó đấm kìa, sợ không? Khỏe bất ngờ, thật sự là quá trâu. Để xem hai cây có cân được không nhá. Mình không chắc là hai cây có cân được hay không đâu nhá. Ui rồi, hai thằng đập luôn à. Ui rồi, anh em biết vì sao mà mình phải nhìn từ dưới này không? Nhìn từ dưới lên thì mới thấy cái độ gọi là to lớn của bọn này. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi một vòng nào. Ui, ui rồi, nó đập bay luôn rồi. Wow, à, Red win rồi. Vậy là hai con sẽ win. Vậy chúng ta sẽ clear đi nhá. Bây giờ là mình sẽ quay trở lại với Samurai Gian. Samurai Gian rẻ vào một nửa thôi anh em ạ. Có vẻ như là không solo được rồi. Mày này, cầm chấp mày dùng kiếm luôn. Chém. Chém hiền thế. Ui, nó đấm cho bay luôn rồi. Đấm đi. Ôi mẹ như bố đấm con. Ui, tôi không dám nhìn vào ánh mắt ấy. Ánh mắt Pleiku biển hồ đây. Là tiếp tục nào, để xem X2 thì như nào nhé. Ui dồi, như bố đấm con. Đấm đi. Ui dồi, như bố đấm cháu. Như ông hàng xóm đấm mày, đấm chó hả? Đấm đi bạn. Ai chả, chém vào lưng tao à? Chém vào lưng tao à? Nó dám chém vào lưng anh em ạ. Ui dồi. Ui.
anh em nhìn này, nó từ đây mà nó đấm 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 nó bay mẹ ra đây luôn. Rồi và bây giờ sẽ có một trò vô cùng vui, đó chính là anh em hãy tưởng tượng đi, thanh niên này được búp bởi gọi là vô số, à không phải là vô số đâu mà chỉ là một vài thôi nhá. À, chúng ta sẽ cho gọi là một tổ đội búp ở đây. À, mình sẽ không cho nhiều, một tí thế thôi, cho nhiều cho anh em lại bảo là thiên vị đúng không. Đây cho như này, và bên này chúng ta sẽ chơi tổ đội là ba thằng này, ba thằng đấy với năm samurai gian. Mình nghĩ là nếu như đã năm samurai gian và ba thằng cây này thì chúng ta sẽ phải cho thêm mấy phù thủy ra các bạn, xếp nó đẹp đẹp một tí cho nó đẹp mắt, quan trọng là phải đẹp mắt. Slow motion, ui nó vàng thè luôn, đẹp thế nhỉ, đẹp quá anh em ạ, vàng quá, rồi ôi quá vàng luôn, vàng tươi, một màu vàng tươi, một màu vàng thè, đập luôn, đập luôn bạn ơi, đập luôn tôi, ui đập luôn anh em ạ, đập luôn, chuyện này căng thẳng đấy. Một samurai gian không solo được, một samurai gian không thể một ai gian không thể solo được, vậy thì chúng ta sẽ cho hai ai gian qua bộ đôi vô đối, đấm đấm rồi ôi học lót cho nhau rất tốt anh em ạ. Ui chết rồi, chết rồi, chết rồi, ui khỏe thế nhở, con này khỏe lắm, khỏe quá, ôi khỏe quá, ôi khỏe quá, ui rồi trận đấu của mấy thanh niên khổng lồ đúng là không thể đùa được. Rồi clear đi, clear man đi anh em. À, bây giờ chúng ta có cái thằng lốc xoáy nhỉ, mình nhớ là ở phiên bản cập nhật mới này là chúng ta có thằng lốc xoáy mà mình không thể tìm được thằng lốc xoáy là thằng nào. Bây giờ giả sử này đi, anh em đã bao giờ thấy một tổ đội quạt gió chưa, đây là tổ đội chém gió nhá, chúng ta sẽ chơi tổ đội tạo gió này. À, vs với Aizan, mình thích chơi Aizan lắm, cái gì con thì to mình thích. Ui gió quá anh em ạ, ui gió quá. Quạt đây bạn ơi, quạt đây bạn ơi, mùa đông mà còn quạt như thế này thì lạnh lắm. Úi dồi, lạnh chưa, lạnh chưa bạn, lạnh, ủi lạnh quá anh em, đóng băng mẹ rồi. Úi dồi, lạnh lạnh quá, chứng tỏ là con Aizan chịu khỏe, nó chịu lạnh tốt anh em ạ. Ok tiếp nào, bây giờ nhá, chúng ta sẽ thử một cái tổ đội rất là vui này. Rồi từng này quạt vs với một cái con rồng lửa là con nào nhỉ? Đây rồng lửa đây nha anh em, năm con rồng lửa đấy, để xem này có quạt được hết lửa không, quạt lửa ấy đúng rồi đấy anh em, thấy không, ui rồi, ui anh em nhìn nó quạt không, sợ hãi không, đúng rồi quạt đi, quạt tung tung váy lên các bạn, quạt nó tung váy lên đấy, thế rồi, ui anh em thấy chưa, bọn này khỏe phết đấy, bọn nó dồn bọn này xuống vực anh em ạ. À, ui được, mình thấy trò này hay đấy, quạt đi, quạt cho tắt lửa cho nó đi đấy, quạt cho tắt cả lửa luôn mày này, mày này vớ vẩn là đội đỏ thắng nhá, đừng đùa nghe này, chuẩn bị rơi xuống vực này, cứu cứu ông, ui cứu. Rồi ok, bọn này đã bị tra tấn bởi những cơn gió mùa đông. Sợ chưa? Sợ bố mày chưa? Oh, Red Win đấy nhá, đừng có đùa. 16.000, bên này đã 16.000 rồi. Ui, chưa kịp phi tiêu mà đã thế này rồi thì ai chơi bạn ơi? Thế này thì ai chơi bạn ơi? Chưa kịp phi tiêu mà nó cứ quạt cho sắp mặt lờ như thế này, như kiểu là nhóm lò anh em ạ. Đây là skill thổi để nhóm lò. Ui, trâu thật luôn đấy. Ui, trâu lắm luôn đấy. Này, đừng đùa với những cơn gió độc nhá bạn. Cơn gió này ngoài việc tóc váy lên còn có một cái kỹ năng khác là phổi. Mình không nghĩ nó khỏe thế luôn. Một con không làm nên non, nhưng mà tập vài chục con thì cũng ok phết đấy, không phải đùa. Đấy, anh em thấy không, bọn này đứng dậy cá là bị thổi, nó sắp bắt lờ, chưa kịp phi tiêu luôn. Ô, thua,
anh em ạ. À, Blue Bean rồi. Nó chỉ có tác dụng là đẩy lùi thôi, chứ tính ra thì cũng không trâu lắm. Rồi ok, Clear Man. Chúng ta đã, bọn này vẫn chưa mở được nhỉ. Chúng ta vẫn còn mấy cái này mình thử nghiệm này bây giờ nhá. Thí nghiệm điên rồ này, ok. Chúng ta sẽ thử nghiệm để xem bọn này có quạt thổi bay được một con voi không. Chỉ hai hàng thôi. Ất mở mẹ, vừa ấn ra xong lại clear hết. Có hiểu một lần. Đây. Rồi, để xem có thổi được con voi không nhá. Con voi được có cái skill của nó lao đi mà. Được, được anh em ạ. Được, được, được. Nó có thể đẩy lùi được. Nhưng mà mình nghĩ không thắng được đâu. Voi khỏe lắm. Đại khái là thí nghiệm của chúng ta thành công do là bọn này có thể thổi được. Rồi, và bây giờ là một thí nghiệm điên rồ nhất nè. Mình sẽ thử tìm một hiệu ứng khủng khiếp để cho anh em xem. Rồi, và một thí nghiệm tiếp theo, chúng ta sẽ thử nghiệm với một dàn tổ đội những thanh niên phi tiêu như thế này. Rất là lâu rồi là mình, thực ra là chưa bao giờ mình thử nghiệm với thanh niên phi tiêu. Hội chứng chân to à? Hội chứng chân to anh em ạ, chân to, chân nhỏ, chân bẹp, lại thăng nữa. Này, đội quân này hay có cái trò gọi là hội chứng chân to. Chả hiểu sao, cái mẹ chân thằng này to vãi. Trông dị vãi lìn. Rồi, nhưng mà bên này, bên kia là có phi tiêu nhá. Bên này là mình sẽ chơi kiểu khiên chắn, đúng không? Hay là mình có chơi quạt em nhỉ? Quạt có chống được phi tiêu không? Mình nghĩ là không đâu anh em ạ. Chúng ta sẽ chơi, đây. Mình sẽ chơi cái bàn nào có cái khiên to đây. Thử ngay xem, từ đây nhá. Chúng ta sẽ xem là có phải bọn này là có cái khiên to không. Ê, thằng này có vẻ là hào hứng quá này anh em. Hào hứng quá, kiểu nhảy nhảy ấy. Nôn nóng muốn ra trận. Được rồi, để đáp lại tấm chân tình của nó thì mình sẽ gọi ra thêm một chút nữa. Bên kia tận 54.000 cơ anh em ạ. Thế nên là mình nghĩ là chúng ta nên cho giá tiền bằng nhau một tí, chứ không thì nó lại bị lệch tính cận quá anh em ạ. 36 nhá, 41 thằng. Rồi, bên kia đắt hơn thôi anh em ạ. Ui ôi, đẹp mắt không? Trời ơi, quá đẹp mắt đi. Ui, nó phi yên dại luôn này. Nó phi liên tục anh em ạ. Nhưng bọn này không chết, bọn này không hề chết luôn. Ai chạy, bọn này không chết đâu anh em ạ, bọn này không chết đâu. Nó chỉ là bị phi trúng vào cái ấy thôi. Bắt đầu vùng lên rồi. Chúng nó bắt đầu vùng lên rồi. Nó bắt đầu vùng lên rồi. Đấy, sẽ solo motion lại cho anh em nhìn ngon thế. Đây nghe thấy không này, chúng nó chỉ là bị phi và khiên thôi. Xong lên những người con của đảng. Xong lên nào. Ôi trời ơi, đập chúng nó đi chứ. Giết chúng nó đi chứ. Ôi, nhiều khiên quá anh em ạ. Nhưng bọn này là phi tiêu ác vãi lìn ý. Wow. Rồi, Blue win. Gần như hình như là Blue còn không chết một ai cơ. Ai chà, có nên là chúng ta nên kiếm một cái khiên khác không? Một cái khiên, à đây, khiên. Khiên đúng nghĩa là củ khiên luôn. Mặc dù nó hơi ít tiền quá nhưng mà đã không sao, chúng ta sẽ lấy thật nhiều khiên ra nhé anh em. Có 7.000 thôi à? Rồi, 99 con và một thằng đi đầu đi, cho nó oai. Rồi bắt đầu khiên bay rồi, bắt đầu khiên bay. Rồi ôi. Rồi đây nào các bạn, tôi để xem là chúng có thể vượt qua bức tường gọi là phi tiêu này không. Hãy cùng chờ xem. Có vẻ như là không rồi, bọn này yếu quá anh em ạ. Bọn này yếu quá. Không được rồi. Yếu quá. Rồi, và kèo đấu khá cân của chúng ta đó chính là Zeus. Mình sẽ bỏ bớt đi nhá. Đây, đúng 54, hai bên đều 54.000 này. Zeus bắn xa được, bọn phi tiêu này bắn xa được. Đấy, và giá tiền thì cũng ngang nhau đúng không? Thử nhá. Chuẩn bị các bạn ơi, chuẩn bị nào. 2, 3 nào. Và vừa bay mà vừa bắn được luôn. Có vẻ như là Zeus sẽ thắng rồi anh em ạ. Đây là chiến trường của chúng ta, chiến trên cao. Wow. Vậy là Zeus khỏe đấy chứ. Về cái mảng bắn xa thì Zeus khỏe hơn rất là nhiều đấy. Clear. Chúng ta clear man và chúng ta sẽ đến với đội hình thứ hai. Bọn này đắt lắm nên là mình cứ phải từ từ thôi anh em nhé. Chúng ta sẽ cho
55.000 đồng. Nào thử xem. Úi giời. Bọn này bắn nhanh hơn đấy các bạn. Có vẻ là Zeus sẽ thua rồi. Liệu có đúng? Bọn này bắn xa hơn. Ồ, chưa chắc đâu nha. Chưa chắc đâu nha. Ồ, Blue Win thật anh em ạ. Bọn này khỏe vãi cả lìn đấy. Mà có một điều rất là bốc phét như này nha. How to bắn nếu như mà hai tay cầm hai cung. Đố anh em biết làm cách nào bọn này có thể bắn được. Ok được rồi, và mình vừa mới tìm ra được một đội quân phải nói là siêu tinh nhuệ luôn. Và bây giờ thì mình sẽ chứng minh điều đó cho anh em xem. Ok, bắt đầu nhá, thử nghiệm với con Aizan, chỉ một con thôi. Và mình sẽ cho anh em xem là nó kết liễu con Aizan này trong bao lâu. Khoảng chưa đến 5 giây, chết một Aizan. Ok, để xem thì nó có thể đánh được chết 3 Samurai Zan không. Úi dồi, úi dồi. Chưa đến 5 giây luôn. Khỏe thế. 5 con xem nào. Uầy ôi, bọn này nhảy boxing thì đừng đùa nhá. Wow, trâu vãi. Ui, lại chưa đến 5 giây luôn. Khỏe thế nhỉ. Khỏe thế bố, ai chơi mày thôi. Rồi để xem như thế này thì sao. Mấy thanh niên xoắn quẩy này. Mình kiểu không dám bình luận gì luôn. Mình không dám bình luận gì luôn. Anh em nhìn nhá. Cái vấn đề nó đáng sợ ở đây ấy, là team đỏ không chết một thằng nào. Đây cái chỗ này là chúng nó đang đánh nhau nhá. Không một thằng nào bị mắt ích cả nhá. Mắt ích là chết nhá. Nhưng không, tất cả đều còn sống. Tất cả đều còn sống. Trong khi đó team xanh này chết sạch. Để xem chúng nó có thể VS được với mắt kinh kinh không nhá. Tôn ngộ không anh em ạ. Đây 32, 34 đi. Hai bên là bằng nhau luôn. Trận đấu này là ngang kèo nhá. Hai con giá bằng nhau, số lượng như nhau. Và nó thẳng ra là sức mạnh mình nghĩ là cũng sẽ ngang nhau. Bởi vì Mặt Kinh là cái con khỏe nhất ở trong cái bản Dynasty. Đấy, và cái con ở trong cái phần Sacred thì cái con Shogun này nó chỉ đứng thứ bao nhiêu đây? Đứng thứ 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình nghĩ là cái thứ tự sắp xếp như thế này đồng nghĩa với cái việc là con nào khỏe hơn và con nào yếu hơn. Anh em có đồng ý với mình không? Hoặc là giá tiền đấy. Ok, nên mình sẽ thử xem trận chiến sẽ như nào đây. Và họ xong lên rồi. Ui, chiến thuật cả đấy. Chiến thuật cả đấy anh em ạ. Hay quá. Rồi, rồi cho chúng mày đánh nhau lên này cho nhanh. Bên kia còn có thể x3 tới x4 lên cơ. Ủa, này đừng bảo là team đỏ không chết ai nhá. Ok, team đỏ không chết ai anh em ạ. Không chết một thằng nào luôn. Rồi, hãy cùng chờ xem kèo đấu này. Bên này có 9 thôi, nhưng mà đều là những thanh niên tai to mặt lớn. Còn bên này thì là đội quân tinh nhuệ nhất mà mình từng biết đến. Ok, let's go. Rồi, voi bảo rồi. Hãy tua chậm lại một chút nào. Úi dồi ôi, có vẻ như không thành công rồi. Vẫn rất trâu anh em ạ. Wow, úi dồi, hai con nó đập vào mặt nhau. Úi dồi. Vẫn là Red Queen anh em ạ, vẫn là Red Queen. Căng không, anh em nhìn này. Trời ơi, cái cảnh này người ta phải gọi là huy hoàng bãi cả lìn. Trèo lên người đối phương, đạp lên chim của đối phương để cắt cổ đối phương. Ngầu thế bạn. Trời ơi, chúng ta có một cảnh tượng siêu đẹp ở đây, anh em công nhận mình không? Được rồi, ok, và chắc là video này thì mình sẽ kết thúc đấy thôi. Đừng quên là nhấn like cho video để anh em thấy thích nó và đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.